Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để bứng bụi xả bỏ vào trong thùng đem vào trong gara trú đông các bạn. Thì những bụi xả khác Quỳnh Mai đã nhổ lên và đã làm sạch sẽ, đem xay bỏ vào từng bịch rồi các bạn. Bây giờ còn chỉ còn lại bụi xả này thì mình sẽ nhổ lên bỏ vào trong thùng để vào gara đặng năm sau mình không có tốn tiền mua xả để đem về dăm các bạn. Thì mình bỏ vào trong thùng đất, mình đem vào gara thì bụi xả này nó vẫn sống khỏe mạnh các bạn. Bây giờ mình sẽ bứng bụi xả này bỏ vào trong thùng nha. Mình đã bứng bụi xả bỏ vào trong cái thùng của tiệm lô rồi nè các bạn. Đó. Thì cái bụi xả này cũng mười mấy hai chục tép, mình đem vào trong gara để khi nào mà thắt ngặt mình không có xả thì mình nhổ xả này lên để xài trong việc bếp núc các bạn. Nhưng mà mình đã nhổ lên mười mấy bụi xả rồi, đã làm sạch sẽ và xay ra từng bịch giếp lóc rồi để trong freezer các bạn. Còn nếu mình cần xả đó là cái món bún bò Huế thì mình sẽ nhổ vài tép trong bụi xả này để nấu khi mà mùa đông mình thèm bún bò Huế các bạn. Và kế bên bụi xả là cây ớt bò cạp các bạn. Đó thì mình sẽ đem hai bụi xả với ớt vào trong gara luôn. Hôm nay mình đã đem ớt sừng trâu, ớt hiểm, ớt sim rừng đó các bạn vào trong gara rồi. Còn cái cây ớt này mình chưa đem thì ngày mai mình sẽ đem hai cái cây này vào trong gara, đó là bụi xả và ớt. Ớt này là cây cấp độ cao nhất đó các bạn, đó là cái ớt bò cạp. Thì các bạn nhìn thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng cái món xả ớt đứng kế bên nhau nè. Người Việt mình luôn luôn cần xả với ớt trong cái bếp núc của mình để nêm gia vị vào cho nó đậm đà và nó thơm các bạn. Ngoài ra mình đem cái bụi xả này vào trong gara thì năm tới mình đem ra trồng đó thì mình không có mất thời gian, tại vì nó đã sống như thế này rồi thì đem vào gara nó vẫn sống một tuần các bạn, kế nó miếng nước thì nó vẫn sống suốt mùa đông tới mùa xuân luôn các bạn. Năm nào thì Quỳnh Mai cũng bứng một cái thùng như thế này đem vào trong gara. Rồi tới mùa xuân thì tách ra từng tép xong rồi mình cắt lá ở phía trên mình bỏ, và mình cắt vài cọng rễ ở phía dưới gốc mình cũng bỏ luôn. Rồi các bạn trồng xéo xéo thì xéo 45 độ thì các bạn sẽ được một bụi xả rất là lớn đó các bạn. Nếu mà mình trồng thẳng đứng xuống ấy, thì nó lâu phát triển hơn là mình trồng cái tép xả cho nó nằm nghiêng 45 độ rồi mình đắp đất lên thì nó mọc ra rất là nhiều tép xả đó các bạn. Nên trồng xả rất là dễ dàng luôn. Mình mỗi năm mình đem vào vậy thì mùa xuân mình không có tốn tiền để mua tép xả các bạn. Rồi mua về rồi mình phải ngâm nước cho nó ra rễ rồi mình mới đem trồng thì rất là mất thời gian. Mình làm cách này thì mình đỡ tốn tiền mua, rồi mình lại trồng liền khi mà mùa xuân đến, nhiệt độ ấm áp lên rồi thì mình trồng liền thì cái cây xả đó nó phát triển rất là nhanh. Còn mình ngâm nước rồi ra rễ rồi mọc cây xả con lên thì cũng mất thời gian cỡ một tháng các bạn. Còn mùa xuân mình đem cây xả ra
tép xả ra rồi mình cặm nghiêng nghiêng rồi mình tưới nước thì nó mọc rất là nhanh, và cái bụi xả nó sẽ mọc rồi nó nhảy tép rất là lẹ và nhiều các bạn. Và xả nó rất là thích nước, các bạn cứ việc tưới nước thì nó sẽ phát triển rất là nhanh và nhiều tép. Và khi mà các bạn ăn xả, các bạn nhớ giật cái tép xả ra, từng tép thì cây xả nó sẽ phát triển, chứ mình đừng có dùng dao để cắt ngang, còn chừa cái gốc lại thì cái tép xả đó nó không có phát triển nữa các bạn. Mình cứ giật nắm cái tép xả, mình giật ra cái là nó xuất ra luôn các bạn. Và rồi những cây xả con nó sẽ mọc lên kế tiếp kế bên đó. Thì cây xả này mà là một loại thuốc nam đó các bạn. Người ta dùng dùng lá để xông, dùng tép để làm gia vị như ướp cá chiên hoặc là nấu bún bò Huế. Rồi tép xả các bạn có thể nấu nước để uống, cũng trị bệnh rất là nhiều. Nên cái cây xả là một vị thuốc nam rất là quý đó các bạn. Rồi mình ướp cá chiên, muối ớt, muối xả, muối rồi xả rồi ớt, với thêm một chút cái bột nêm con gà, rồi các bạn ướp vào con cá và đem chiên hay nướng đều rất là ngon đó. Đó là công dụng của cây xả của người Á Đông mình. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách để dành cây xả, giúp cho cây xả sống qua mùa đông bằng cách là mình bưng vào trong chậu, trong thùng, mình bưng vào trong gara cho nó trú đông, thì nó không có ở ngoài thì nó không có chết các bạn. Cây xả này nếu mà để ở ngoài là nó chết chứ nó không sống được. Nếu mà mình có tủ gốc nó cũng chết các bạn. Cách tốt nhất là mình bưng nguyên cái bụi xả, mình bỏ vào trong cái thùng hoặc cái chậu rồi mình đem vào trong gara, rồi một tuần mình tưới nước cho nó một lần là nó sẽ sống tới mùa xuân luôn các bạn. Đó. Rồi Quỳnh Mai xin mời các bạn xem một chút cảnh vườn của mình vào mùa cuối mùa thu nha các bạn, sắp sửa qua mùa đông. Thì các bạn nhìn thấy cây cối của mình nó đã rụng lá hết trơn nè. Cái cây cổ thụ này nó rụng lá sơ sát luôn. Và gió đang thổi rất là nhiều nên lá rụng. Rồi vàng mướp bầu bí mình ơi, giờ tiêu đều chỉ còn cái vàng không rồi các bạn. Đó. Thì mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ để chờ đợi tới mùa xuân năm sau mình sẽ trồng trở lại. Nói vậy chứ hiện tại ở trong cái vườn của mình cũng có trồng cải các bạn. Vườn của mình vẫn còn màu xanh. Đây là cải đầm dưa của mình. Hôm nay nó như thế này nè các bạn. Nhìn thấy nó tốt đi chưa? Nó sắp sửa cuộn bắp rồi đó các bạn, nhìn thấy không? Nó sắp sửa cuộn bắp. Cái lá nó lớn bằng cái dĩa bàn vậy đó các bạn. Đó. Và hôm nay mình trồng tới 5 garden bed cải làm dưa đó các bạn. Đó. Mùa cải này nó sống cho tới tháng 12 luôn nha các bạn. Gặp tuyết nó cũng không có sợ, nó cũng sống tươi tốt như thường. Tuyết mà phủ xuống ở trên lá của nó cũng không có bị nhũn nha các bạn. Đó, cái làm dưa của mình rất là tươi tốt. Mặc dù mùa thu, cuối mùa thu rồi, cảnh vật là tiêu điều, lá đã mà trổ màu vàng và rụng hết trơn. Chỉ còn lại cái khoảnh cải làm dưa của mình làm cho cái vườn mình vẫn còn xanh mát mắt nha các bạn. Đó. Đây là 4 garden bed của mình
phim bên đây 4 cái. Rồi cái lớn là phim bên đây. Đó các bạn. Cái rất là tốt, nó đang cuộn lại từng bắp đó các bạn nhìn thấy không? Cuộn lại cái bẹ nó rất là to. Cái bẹ to như vậy mình làm cải dưa cải đó rất là ngon tại vì nó giòn các bạn. Còn nếu mà nó không có cái bẹ thì nó không có giòn, cái lá không thì nó không có giòn. Ăn không ngon bằng mà nó cuộn lại thành bắp và cái những cái cuốn lá của nó to như thế này thì mình làm dưa cải rất là ngon giòn đó. Các bạn nhìn thấy nha. Mùa thu mình vẫn trồng được nha các bạn. Trồng các loại cải làm dưa. Đó. Bên đây cũng lớn nè. Như thế này nó chưa lớn dữ đó bác các bạn. Tới chừng nó lớn hết mức thì một cây cải làm dưa mình đem cân có thể là 2,5 kg một cái cải vậy. Nếu mà nó có bắp ở trong lớn thì nó cỡ 2 kg đó các bạn. Và cái bẹ nó lớn cỡ bằng cái cổ tay của mình lận á. Đó. Các bạn nhìn thấy mê ghê chưa? Mình thì năm nào cũng mê cải làm dưa tại vì nhìn thấy nó đẹp các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó xanh mướt mát luôn. Và cái lá của nó rất là lớn. Mình quay như thế này là ở xa nó nên các bạn nhìn thấy cái lá hơi nhỏ chứ mình đem lại gần thì cái lá nó bằng cái dĩa bàn luôn đó các bạn. Đó. Cái lứa cải này là bằng nhau hết, mình sẽ để cho nó cuộn lại thành bắp, nhiều bắp rồi mình mới nhổ các bạn. Và mình sẽ nhổ ăn từ từ chứ mình không có nhổ hết một lượt. Đó. Mình sẽ làm cải chừng một hũ mình ăn xong đó rồi mình nhổ tiếp tại vì cải làm dưa này nó sống nó chịu được lạnh, khí hậu lạnh và nó chịu được luôn là tuyết các bạn. Còn chừng nào đông đá mà kéo dài 2-3 ngày thì mới sợ nó chết chứ tuyết rơi thì nó không có chết nha các bạn. Đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.